Chúa ở cùng anh chị em và cùng gia tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, danh Chúa. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa, dọc đường các môn đệ bắt đầu rất lúa. Người Pha-ri-si-ơ để báo cho Giêsu, ông coi ngày Sa-bát họ làm gì kia, điều ấy đâu được phép. Người ta, các ông chưa bao giờ làm trong sách sao? Ông đã biết đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng đế A-ki-a-ha, ông còn nhà Giêsu ăn bánh kia, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp, ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lời Chúa với con, lời Thiên Chúa. Ngày Sa-bát được tạo ra cho con loài người, chứ không phải một loài người cho ngày Sa-bát. Thì thưa cậu ạ, người ta có thể một cái câu chuyện về một siêu thị, và kết luận của siêu thị này là những ai muốn bước vào cái cổng chính của siêu thị thì phải có một cái quầy người mù ở đó. Và vì dữ luật cho nên những cái người bảo vệ và những người dự vụ đã ngăn cản không cho một người đàn ông bước vào mà không đến cửa ngủ, bởi vì ông ta không có ngủ. Bằng mọi cách họ chặn lại, và cuối cùng người này phải đi mua một chiếc mũ để cười để được vào siêu thị. Cái câu chuyện trở lại ở đó nó có vẻ hài hước đối với cuộc sống của con người, nhưng mà ngày hôm nay nhìn lại cái bản kỹ thuật ngày hôm nay, tôi thấy cái câu chuyện đó nó có một cái gì đó nó rất là ám hợp, nó dường như áp dụng được đối với cái chỉ thích của những người cho hàng tăng việc tôn trình nghệ thuật. Một người đói mà phải dừng luật để xa mát quên cái đói của người đi, thì phải chắc cũng như là cái em kẻ mà không có ngủ buộc phải mua một cái ngủ để khởi ngủ để được vào trong siêu thị. Việc tuân chỉ lệ luật mà không nhìn từ nội tâm của con người thì có lẽ việc tuân chỉ lệ luật đó cần phải xem xét lại. Lệ luật giúp cho con người có tình yêu, lệ luật giúp cho con người được thăng tiến chính bản thân của mình, chứ không phải dùng luật để làm khổ nhau. Dùng luật để làm khổ nhau thì vô tình chúng ta lại đi ngược với cái tinh thần của luật. Bởi vì luật là giúp cho con người sống bác ái, sống yêu thương hơn, sống tốt hơn. Nhưng mà đôi lúc chúng ta dùng luật để rồi chúng ta làm khổ người này, chúng ta làm khổ người khác, thì vô tình phải chăng chúng ta đi trái ngược với cái tinh thần và cái Giêsu muốn mời gọi chúng ta suy nghĩ về cái cốt lõi của đề luật. Cốt lõi của đề luật phải là sự yêu, là bác ái ở trong cuộc sống. Gần cái tâm tình này thì mời gọi chúng ta có được tâm tình sâu đậm. Chúng ta nhớ rằng ơn của Chúa, ân sủng của Chúa và ơn cứu độ là ơn cứu độ phổ quát dành cho tất cả mọi người. Và để có thể đón nhận được ơn của Chúa, tôi nghĩ rằng không chỉ là một tình bạn một ai cả, mà cần phải có một sự cộng hưởng. Một tập thể, một cá nhân khó có thể đón nhận được, mà cần phải có sự giới thiệu của người này, có sự giới thiệu của người khác, hoặc sự giúp đỡ của người khác để có thể đón nhận ân sủng đó. Cái kinh nghiệm sống đạo của chúng ta cho chúng ta hiểu được vấn đề này.
Cho nên việc chúng ta dùng luật để đổi vận dụng luật ở trong cuộc sống để giúp nhau tìm thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, tìm thấy được ân sủng của Thiên Chúa là điều cần thiết đối với cuộc đời chúng ta. Cần phải trưởng thành, cần phải tích cực và cần phải có cái sự liên kết để đón nhận ơn cứu độ đó. Xin Chúa chúc lành cho cuộc đời chúng con. Chúng con biết rằng chúng cần hiện diện và ơn cứu độ của Chúa hầu ân Chúa như mưa như ơn cứu độ vẫn có tiếp tục được ban phát cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con cố gắng để có thể nhận thấy và đón nhận ơn cứu độ đó qua việc phân sự lễ vật, qua việc làm cho cái cốt lõi của lễ vật là tác ái với nhau, hợp nhất với nhau, để chúng con, mỗi người chúng con và tất cả mọi người chúng con cũng có thể đón nhận ân sủng và lễ vật cũng như là ơn cứu độ mà chúng ta cho chúng con. Có thể qua chúng con đến với người khác, có thể qua người khác